mấy đây. Để cho anh Minh Đức chơi, Cam ơi, đi ra đây mẹ cho con cái này. Đây mẹ cho con cái này. Đây, Cam ra đây mẹ cho Cam cái này. Cam không được phá của anh Minh Đức nha. Bây giờ mẹ cho con cái này nha, con không nói cho anh Minh Đức biết nha. Đây, ngồi đây. Đây, biết cái gì đây không? Đây, đứng rồi. Ăn không được cho anh Đức phát hiện ra nhá, biết chưa? Đây là kem đậu đỏ gạo lứt này, Merino này. Kem có màu gì đây Cam? Cam có thích không? Thích màu đỏ này. À, thích màu đỏ này. Wow, nhìn này các bạn ơi. Ngon chưa Cam? Đấy, bây giờ Cam ngồi đây ăn kem nhá. Rồi là mẹ đi vào mẹ làm việc tiếp đây nhá. Ngoan nhá, biết chưa? Kem ngon quá. Rồi, anh Minh Đức lại lấy kem của con đúng không? Nhìn cái mặt như thế này là mẹ biết rồi. Thôi, đừng buồn nữa, để mẹ lấy kem khác ra cho con ăn nhá. Khiếp, chồng mẹ thương thế. Anh Minh Đức hư thật đấy các bạn ơi, dám lấy kem của Cam. Bây giờ mình phải cho Minh Đức một bài học mới được. Mình có kem ớt siêu cay luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem kem ớt siêu cay ra nhá, để lừa Minh Đức nha các bạn ơi. Đây, Cam ngồi đây. Mẹ lấy cho Cam rồi này, ngồi lên đây. Đây nha. Đây là kem xoài xanh muối ớt siêu cay luôn nhá. Bên trong nhá có ớt này, đây là có muối này, nhìn này, có ớt này các bạn ơi. Đây Cam cầm kem này. Mát lạnh nhỉ. Đấy, lát nữa mà anh Minh Đức ra lấy kem của con nhá, thì con cứ đưa cho anh Minh Đức biết chưa? Anh Cam mẹ có kem rồi. Bên trong này nó có ớt này. Đấy, cái này chỉ người lớn ăn được thôi nhé các bạn ơi. Trẻ em không ăn được đâu nhá. Rồi, bây giờ Minh Đức biết lỗi rồi thì ngồi đây để chờ cô lấy loại khác cho Minh Đức ăn nhá.